Trước đây thì khả năng ngoại ngữ của em cũng ở mức là trung bình, tức là em cũng có thể làm được các bài ngữ pháp và viết, nhưng mà cái khả năng nghe nói thì khá là không được tốt cho lắm. Học tiếng Anh cũng cần rất là nhiều yếu tố nữa. Bây giờ thì em mới học mới có đến nền tảng thôi. Và sau khi em có đăng ký một khóa học ở ALES thì các thầy giáo đã giúp em trau dồi thêm kiến thức, và em cũng cảm thấy là cái khả năng ngoại ngữ của mình, khả năng nghe nói đang dần được cải thiện hơn rất là nhiều so với trước. Em thấy là em mới học được vài buổi thì em thấy khá là ổn, thì kỹ năng nói của em cũng tốt hơn được một chút. Trước thì em nói chung là đọc kiểu đọc bừa, đọc theo cảm tính, còn bây giờ thì được dạy căn bản hơn.